Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em tiếp tục cập nhật cho các bạn chị mình chúng ta làm các nhiệm vụ để chúng ta nhận thật nhiều cái phần điểm của cái dự án Mi Đáp nha. Về cái dự án này á, là em có làm một video chia sẻ trên kênh YouTube của em rồi. Thì các bạn chị nào chúng ta muốn tìm hiểu tham gia thì chúng ta có thể vào kênh YouTube của em. Hoặc là vào cái phần mô tả của video này thì em có một cái video là Mi Đáp huy động được 8 triệu 750 ngàn đô từ các đối tác lớn làm về cái mảng là GWA và chạy trên cái mảng ETH ha. Cái kèo cũng rất là tiềm năng anh chị, còn mới. Rồi, anh chị nào chưa thì chúng ta có thể nghiên cứu cái video hướng dẫn này. Kèo này chúng ta tham gia trên Telegram. Và đây là trên thông tin trên cái kênh X của họ anh chị nha. Cách đây 2 ngày họ có một cái thông tin chị tham gia miễn phí Midas GWA ứng dụng Telegram Mini. Đây là dự án GWA, em xin phép giải thích nha. GWA này là cái dự án làm về các lĩnh vực là mã hóa giá trị của các tài sản thực, có thể là vàng, bất động sản, nhà ở hay là các tài sản khác mã hóa đưa lên blockchain kiểu vậy. Mình chỉ thấy là đây là dự án GWA được đưa tài đây là dự án GWA đưa tài sản thực tế được mã hóa lên lên chuỗi. Midas đã huy động được tổng cộng là 8 triệu 750 ngàn đô la từ các nhà đầu tư hàng đầu, hoàn thành nhiệm vụ và kiếm điểm ha. Rồi chúng ta check in hàng ngày, thực hiện 3 thao tác hàng ngày, hoàn thành nhiệm vụ, người dùng có thể chuyển đổi điểm GM sang IGM, qua đó người dùng có thể tạo ra API hấp dẫn cho tài sản tiền điện tử của mình. Vì vậy hãy chờ Jader ra mắt. Thông tin thêm về tiện ích của điểm GM sẽ được nhóm công bố sau. Đây là có các thông tin liên quan nha. Đó, kèo này đã huy động được số vốn cũng khá là ổn anh chị. Rồi chúng ta vào trong cái con bot nha. Anh chị vào con bot của dự án là Midas cho em ha. Sau đó chúng ta mở cái dòng trên là Cloud Midas. Ngày hôm qua anh chị tham gia rồi thì chúng ta cũng đã biết rồi. Bây giờ á, mỗi ngày chúng ta vào chúng ta điểm danh thì chúng ta sẽ nhận được 3 lần để chúng ta khai thác, tức là 3 lần chúng ta tap. Anh chị sẽ thấy ở đây nó có chữ là tapping nè, thì chúng ta sẽ được 3 lần nha. Rồi, trong vòng 16 giây. Em nhầm, trong vòng một thời gian chúng ta sẽ nhấp chúng ta được 16 điểm cái GM. 1 ha, chúng ta còn 2 lần nữa. Thì cô bác anh chị mình cứ làm đến khi nào mà nó hết thì chúng ta sẽ quay trở lại. Cái này nó tương đối là lắc nha mọi người. Rồi anh chị vào một trend. Nếu mà có bác anh chị nào có giới thiệu bạn bè người thân á thì chúng ta sẽ nhận được cái số lần để chúng ta làm nữa. Cái này tương đối là nó lắc vì có nhiều người tham gia đó anh chị. Đó, thì ở đây anh chị thấy chúng ta em có giới thiệu của bác anh chị tham gia nè, em sẽ nhấp vào cái chữ làm ở đây thì em sẽ được 99 lần để em tap và em cộng được 1980 cái GM phone. Anh chị nhấp vào làm nha. Rồi. Cái quan trọng là chúng ta vào cái mục tab phía dưới bên phải nè. Thì cái mục này á là chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ, thì chúng ta làm full cái nhiệm vụ này chúng ta nhận được được đâu cũng bộn tiền bộn phone đấy anh chị, đâu cũng được mấy ngàn á, nhưng mà có cái hiện tại nó lắc quá anh chị ơi. Thì chúng ta nhấp vào ba chấm tròn phía bên phải, chúng ta chọn tải lại trang nha, hoặc là mở bot để nó reset lại. Anh chị có thể cập nhật cái app Telegram để nó lên cái phiên bản mới nhất nha. Đôi lúc cái app mà chúng ta không cập nhật đó, nó không đạt cái không đầy đủ tính năng thì chúng ta cũng không sử dụng được, quá lắc. Đó, anh chị cập nhật giùm em các. Tóm lại là anh chị nên làm các nhiệm vụ hàng ngày trong các mục task đó. Sau đó đó anh chị chúng ta có giới thiệu thì chúng ta nhận thêm và em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị ha. Cái kèo này thì chạy trên cái hệ ETH. Có một số anh chị nói cái hệ ETH đó làm cái gas nó cao, đúng là cái mạng ETH là gas nó cao, nhưng mà các dự án trên nó đa phần á là nó đều chắc ăn ok hơn các hệ sinh thái khác, tức là cái tỷ lệ trả Erop và cái dự án nó chất lượng là nó lúc nào cũng được đánh giá cao hơn các hệ khác nha anh chị.
nhưng mà bù lại thì cái ga nó có thể là cao nhất, có thể là cái phí chúng ta rút có thể là vài đô, nó kiểu vậy. Thì theo cái thời điểm mạng nó nghẽn hay không, rồi cái đồng ETH nó có cao hay không nữa. Thì hiện tại cái này nó lắc thì em cũng không có vào được, thì mọi người cũng thông cảm nha. Tóm lại là chúng ta làm vậy để chúng ta điểm danh hàng ngày chúng ta kiếm. Nói chung là bây giờ chúng ta đang cũng gần nửa tháng 9 rồi, xong tháng này thị trường nó sẽ bắt đầu là chạy nha anh chị nha, mình cố gắng. Rồi anh chị chúng ta chưa tham gia thì tham gia kèo này nha anh chị, nó có lắc thì chúng ta tranh thủ chúng ta rảnh chúng ta vào ha.